ấy tanh tao mùi bùi, mặt trời nắng gió mưa tuôn, sẽ luôn đứng vững vươn lên thẳng mình, chắc chiêu tinh túy đất rừng, tặng đời những đóa hoa sinh tuyệt vời, linh thiêng hội tụ đất trời, tỏa hương dịu dịu lòng người bình yên. Chẳng thôi tay mùi buồn.
không? Alo, chị, bên kia bên đầu chiến thắng. Học đó của chị, hồi đấy đội mình mưa to.
ơn đến những người anh hùng thời bình đã không ngại khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ và xây dựng một đất nước Việt Nam kiên cường, bất khuất trước mọi chông gai. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý ban giám khảo và toàn thể khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho chương trình văn nghệ đầu khóa 62 Tự hào Việt Nam thành công rực rỡ.